Chào tất cả anh em. Hôm nay mình xin giới thiệu anh em một cái hướng đi mới về cái cách sử dụng USB dự phòng này, tức là mấy cái cục sạc dự phòng này. Trước đây chúng ta chỉ sử dụng cho cái việc sạc cái điện thoại của chúng ta mà thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ hướng đến một cái sử dụng mới, đó là nâng cái cách sử dụng nó khác với là sử dụng hiện tại, bằng cách là mình sẽ sử dụng cái đường 5V của nó đi qua một cái bo mạch anh em nhé. Mà bo mạch này có nhiệm vụ là nâng cái 5V lên các cái giá trị vôn khác nhau, ví dụ là từ 5V tới 30V, thì từ đó các anh em sẽ sử dụng, nhắm vào mục tiêu để sử dụng là bao nhiêu vôn cho mục đích gì đó. Thì cụ thể là mình muốn sử dụng cái quạt máy 12V này. Rõ ràng là cái quạt máy 12V này mà cắm vào USB 5V này là nó sẽ chạy rất là chậm này. Cho nên mình muốn có một cái hướng đi mới về cái cách sử dụng cho cả cái USB này khi chúng ta cần thiết phải sử dụng, đó là cho nó đi qua cái mặt nâng vôn này để tạo ra một cái điện áp mới, ví dụ là 12V anh em nhé, muốn bao nhiêu cũng được hết. Cái bo này nó rất hay là nó vào 5V tới 30V, nó ra là cũng tầm tầm đó, 5V tới là 30V, và anh em cứ chỉnh cái nút này thì được, muốn bao nhiêu là cứ chỉnh cái này là nó sẽ ra bấy nhiêu ở cái rắc này. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho anh em xem nha. Tiếp theo anh em chuẩn bị cho mình một cái dây USB này nhé. Cái dây USB này á là để cắm vào cái đầu ra của cái hộp dự phòng này. Nó là 4 dây, thì anh em cắt bỏ 2 dây màu xanh màu trắng và chỉ lấy cái màu đen màu đỏ. Màu đen sẽ là mát 0V, màu đỏ sẽ là dương 5V. Anh em chuẩn bị cái này cho mình, rồi cắm vào cái cổng USB này. Sau đó là chúng ta sẽ kết nối với cái bo này, kết nối với cái bo cao nâng 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 áp này anh em nhé. Thì màu đen là sẽ cho vào in trừ, có cái dấu in trừ anh em này, in trừ mình cho màu đen vào in trừ, còn màu đỏ là cho vào in cộng. Anh em sẽ cho nó vào in cộng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ muốn bao nhiêu vôn, anh em thấy có một cái màu đỏ đâu, nó đỏ đen ra rồi đây này, ở đây nó đỏ đen rồi nhá, tức là báo hiệu là có điện ra rồi nhá. Bây giờ việc tiếp theo là anh em sẽ chỉnh cái nút này để có cái điện áp ra ở 2 cái đầu này nó phù hợp với mong muốn của mình. Bây giờ ví dụ mình chọn là 12V nha, mình sẽ chọn 12V để mình đặt mục tiêu để mình chỉnh lên 12V. Bây giờ mình đã lấy đồng hồ đo 2 đầu ra của nó, hiện tại là đang là 17V anh em nhé, 17.06V này. Mình sẽ dùng cái trục vít để chỉnh cái điện áp như ý muốn của mình là 12V. Mình sẽ chỉnh theo cái chiều ngược lại này, mình sẽ chỉnh xuống này để cho nó 10, còn 12V anh em nhé, 13V này, 12V mình sẽ chọn là 12V 0, rồi 12V 0 nha. Như vậy là mà sau khi mình đã chỉnh đúng 12V rồi đó, là mình sẽ test cho cái quạt nó chạy. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cái quạt máy vào để test thử cho anh em xem nha. Vậy là mình đã chỉnh xuống 12 theo như ý muốn rồi đó. Bây giờ mình sẽ dùng cái quạt này. Cái quạt này á, là anh em nữa, hãy nhìn kỹ là nó có 12V này. Đó, 12V anh em nha. 12V, dòng chảy là 0,20A, 12V DC. Dòng ăn của nó là 0,20A. Rồi bây giờ mình sẽ kẹp 2 cái dây này để thử anh em nha. Mình sẽ kẹp cả dây màu
đỏ này là dương của nó, đỏ là dương của nó, xanh này là ăn với giấy màu đen. Bây giờ mình kẹp ngược ở bên này. Rồi anh em thấy nó chạy không? Ngon lành, rất mạnh luôn. Anh em nghe tiếng kêu giò của nó không? Rất mạnh luôn á. Đó, kêu rất là mạnh. Bây giờ nó đang chạy mà để mình đo đồng hồ xem nó có vẫn là 12V không nha. Nó có ổn không nha. Thôi vẫn 12V anh em nha. Vẫn là 12V. Trở quay đo lại. Đó. Vẫn là 12V nha. Trong quá trình quạt chạy nó vẫn là 12V nha. À, anh em thấy nó rất là hay nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái 5V của cái USB này vào thẳng cái quạt luôn, thì anh em sẽ quan sát cái mức độ chạy của nó không còn được như ý muốn nữa nha. Nó yếu hạt luôn nè. Đó, anh em thấy nó chạy rồi đó. Đó, anh em thấy nó chạy rồi này, rất chậm luôn. Đó, không, nó vẫn chạy nhưng mà không còn có tiếng kêu giỏ của hồi nãy nữa, chừng có nó yếu hẳn anh em á. Đó, nó chạy rất là yếu luôn, bởi vì chỉ có 5V, làm sao mà chạy đủ cho cái quạt 12V được. Rồi bây giờ là mình đã test cho anh em thấy cụ thể rồi anh em nha. Thì bây giờ mỗi người là có một cách làm nó khác. Ví dụ bây giờ mình không dùng cái quạt này nha, mình có một cái nhu cầu khác, đó là cái đèn led. Mình có cái đèn led mua ở thị trường, là những cái dải đèn led này thường là 12V anh em nhé, là nó là 12V. Bây giờ mình sẽ tìm cách là cấu 12V này vào để cho anh em thấy là sau khi nó đã đi qua cái bảng này nha. Rồi anh em chờ mình test thử nha. Rồi bây giờ mình đã kết nối với cái đèn led rồi đó. 5V từ cái cục sạc này mình cho qua cái bo này, anh em thấy đèn đỏ không? Đó, nó đỏ, nó đang hoạt động này. Thì dây 12V này mình sẽ kết nối vào cái bảng này. Cái bảng này anh em nhé, bảng này là đèn led 12V. Mình đã cấu sẵn một số dải để anh em nhìn rồi đó. Đó, nó sáng đó. Như vậy là bây giờ mình đã có hai tác dụng để sử dụng là cho cái việc này. Thì theo anh em, thì anh em nếu như mà có cái sáng kiến gì hay hơn, ví dụ như anh em muốn xài cái gì đó mà 30V chẳng hạn, thì anh em cứ sử dụng, cứ nghĩ lên kế hoạch và chỉnh cái bo này sao cho nó tới mức vốn mà mình như ý muốn, rồi sau đó mình đưa vào sử dụng cụ thể. Tóm lại hôm nay là mình đã đưa ra một cái hướng sử dụng rất là mới mẻ để tiếp tục sử dụng những cái USB, những cục sạc dự phòng này. Nhiều khi chỉ một việc duy nhất là dùng để sạc điện thoại, thì bây giờ nó còn có những chức năng khác bằng cách là đi qua cái bo tạo nguồn đa năng này, biến 5V thành từ 5V tới 30V, và anh em chọn cái vôn nào anh em muốn sử dụng thì chỉnh cái nút này anh em nhé, rất đơn giản. Và cái bo này cũng mua rẻ đó, tầm khoảng 20k tầm đó thôi, mua ở trên mạng anh em nhé, cũng rất là rẻ. Thì cái mã của cái bo này là để mình giới thiệu cho anh em là cái mã của nó này, XNL6009, anh em ghi lại cái mã này để mua trên mạng nha. Và bây giờ video của mình đến đây là hết. Mình mong muốn các anh em là cũng có những cái suy nghĩ, có những cái hướng đi mới mẻ giống như là video hôm nay mình làm vậy nha, để chúng ta cùng có những cái cách để nâng cao cái hoạt động của tất cả các cái thiết bị
giúp nhau để tạo nên một cái cuộc sống tươi đẹp hơn anh em nha. Rồi, xin chào tất cả các anh em.